Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách nấu phở bò đặc biệt. Phở bò của mình ngày hôm nay đó là phở bò tái nạm Golden, có bò viên nữa đó mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ hết tất cả những gì mình biết về cái món phở bò. Và phở bò của mình chia sẻ ngày hôm nay thì rất là đặc biệt luôn và nấu siêu cấp tốc. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay và muốn tìm ra được một cái tô phở ngon hoàn chỉnh cho gia đình của mình thì hãy vào bếp làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 500g gầu bò. Kế tiếp đó là 600g nạm bò. Bên cạnh đây thì mình có 350g bò viên, 700g xương ống. Thì cái xương ống này thì mọi người mua ở trong siêu thị thì người ta đã cắt ra cho mình như thế này rồi ha. Và một gói gia vị nấu phở. Gia vị nấu phở này thì mọi người có thể tìm mua trong tất cả các hệ thống siêu thị hoặc Bách Hóa Xanh đều có bán nhé. Rau đi kèm gồm có ngò ôm nè, quế, ngò gai và mình có ở đây thêm đó là một củ hành tây, hành tím và gừng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình sẽ cho cái gói gia vị nấu phở vô mình tính hành mình rang ha. Mình rang lên như thế này để cho cái phần gia vị này nó thơm lên. Đó, mọi người lắc như thế này là được rồi ha. Mình cứ rang tới khi nào mà mình cảm thấy có mùi thơm bốc lên rồi thì chúng ta sẽ đổ ra ngoài. Nếu mà mọi người không có tiện đi mua siêu thị mua được cái gói gia vị này thì mọi người có thể vô tiệm thuốc bắc kêu người ta bán cho mình cái gia vị nấu phở thì người ta cũng sẽ bán cho mình được cái nguyên liệu như thế này ha. Rồi sau khi mà thấy mùi thơm lên rồi thì chúng ta sẽ đổ ra một cái túi. Ở trong cái gói gia vị này thì nó có cái túi luộc như thế này nè. Mình sẽ đổ vô đây luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ tận dụng cái chảo này để mình nướng áp chảo hành tây và hành củ, gừng nữa. Nếu trường hợp các anh chị và các bạn xài bếp ga thì chúng ta cũng có thể nướng ở trên bếp ga cũng được. Nhưng do gia đình của mình xài bếp điện từ thì chúng ta sẽ nướng áp chảo nha. Nướng áp chảo này thì nó không có thơm bằng nướng ga đâu. Nhưng mà nó cũng ok lắm, tại vì nó tiện dụng hơn, nó nhanh hơn và nó không có lách cách. Tại vì mình nướng bằng than đó thì nó sẽ ra được cái tinh dầu nhiều hơn. Rồi sau khi nướng xong rồi thì chúng ta sẽ chuẩn bị nước. Mình cho nước vô cỡ tầm 2 lít nước vô cái nồi và mình sẽ cho nạm bò nè, gầu, xương ống mình cho vô cái nồi áp suất. Với cái cách nấu nồi áp suất này thì siêu nhanh luôn. Mọi người chỉ cần vào bếp trong vòng 1 tiếng thôi là chúng ta đã có một cái phở, nồi phở ăn rồi. Mình cho hành tây vô, hành củ và gừng vừa nãy mình nướng áp chảo mình cho vô luôn nha. Và cái gói túi gia vị nè, mình cũng sẽ cho vô luôn. Mình sẽ nêm vô đây là một muỗng canh hạt nêm. Kế tiếp đó là một muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng canh đường phèn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ vô nồi áp suất và mình tiến hành mình bật chế độ ha. Mình sẽ hầm thịt hầm và mình sẽ hầm ở đây 40 phút. Bắt đầu nhé. Rồi sau 40 phút thì bây giờ thì mình sẽ xả hơi hết ra và bây giờ thì mình sẽ mở nắp. Wow, mọi người thấy nè, cái xương ống nó ra cái mỡ, nó làm cho cái nước dùng phở của mình rất là béo luôn đó. Và bây giờ thì nạm nè và gầu bò nó đã mềm rồi thì chúng ta sẽ lấy ra ngoài. Nếu mà gia đình các anh chị và các bạn mà thích ăn phở thì nên đầu tư sắm cho gian bếp của mình cái nồi áp suất. Thì khi mà mình nấu thì nó rất là tiện. Và khi mà lấy ra ngoài rồi thì mình đã luộc cái nồi đó ra một cái nồi to để mình tiến hành mình nêm nếm ha, ở ngoài ha. 1,2 muỗng canh muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm. Mọi người thấy không ạ?
mình hầm bằng xương ống, nó ra cái mỡ rất là béo luôn á. Cái nước nước béo ở trên này nó làm cho cái phở của mình rất là ngon luôn. Lúc này thì các anh chị và các bạn sẽ nêm nếm điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị của mình nha. Mình cảm thấy rằng nó chưa có ngon lắm thì mình sẽ nêm vô đây là 1/3 muỗng canh đường phèn nữa. Các anh chị nên nêm bằng đường phèn thì cái phở của mình nó rất là hấp dẫn. Và một cái ngon nữa khi mà chúng ta nêm nước lèo đó là mình cho cái tương anh phở. Mình sử dụng cái tương anh phở của cái hiệu này ha. Và bây giờ thì mình sẽ cho vô đây thêm một muỗng canh tương đen anh phở đó, để cho nó nhạy cái mùi phở của mình lên. Tùy vào khẩu vị của các anh chị mà có cái độ nêm nếm khác nhau. Nếu mà các anh chị và các bạn không thích ăn đường thì mình cũng có thể không nêm nếm. Nhưng mà đối với cái phần nước lèo thì các anh chị nên cho thêm một chút xíu đường phèn vô thì rất là hấp dẫn nha. Rồi, vậy là mình đã xong cái nồi nước lèo. Quay lại thì hành tây mình xắt mỏng nhé. Mọi người xắt mỏng thì mình bỏ lên trên mặt đó thì nó mau chín lắm. Rồi, gốc hành lá thì chúng ta sẽ cắt khúc. Còn lá hành thì mình sẽ xắt nhỏ nha. Mình đã chia sẻ rất là nhiều video làm phở bò và những mỗi lần mà mình chia sẻ thì mình đều có nhắc kỹ là làm sao cho cái phở của mình nó chuẩn tầm 8-10 ở ngoài chợ á, thì mình đã nhắc hết rồi đó. Nấu như thế này thì cũng tương đối giống ngoài hàng lắm đó các anh chị. Nếu mà bạn nào chưa nấu theo cái cách này thì hãy vào bếp làm liền đi, đảm bảo rằng ngon. Rồi bây giờ sau khi mà mình xắt hành xong rồi thì mình sẽ xắt nạm bò và gầu ra. Mọi người thấy không ạ? Nạm mình hầm như 40 phút trong nồi áp suất đó thì nó rất là mềm và nó không có bị rục. Nó mềm thôi ha. Vừa ăn lắm. Và lúc nào thì mình xắt xong mình cũng bọc cái màng thực phẩm lại như thế này để cho cái thịt nó không có khô nè. Chừng nào mình ăn rồi thì mình mở ra rồi mình bỏ lên. Và đối với cái phần bò viên này thì do mình sử dụng cái bò viên to nên là chúng ta sẽ xắt ra cái miếng vừa ăn. Rồi bây giờ thì cái phần tái, mình có một cái đĩa tái nữa nè, mình đã xắt nhỏ ra rồi. Mình đã xắt vừa ăn rồi mình cũng bọc lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị tiến hành mình bày ra một cái đĩa, một cái tô phở hoàn chỉnh nha. Cái tái này thì mọi người băm nhuyễn ra để cho khi mà mình chan nước lèo vô thì nó dễ chín hơn. Rồi quay lại thì mình bắt lên bếp một cái nồi nước. Và sau khi nước nóng thì chúng ta sẽ trụng phở nhé. Mình trụng phở như thế này thì giữ được cái độ nóng của cái tô phở và nó sẽ loại bỏ hết tất cả những gì mà không có tốt đó. Nó sẽ loại bỏ ra luôn nha. Ở dưới thì mình có cho giá. Rồi mình lược qua. Mình lược lại như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ chợ lại cái góc bếp của mình và mình bày trí tất cả những cái thịt lên trên nha. Đó, mình bày trí lên nè, mình cho nạm nè, gầu lên. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho cái thịt bò mà nãy mình băm nhuyễn á, mình cho lên ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hành lá và hành tây lên luôn. Quay lại thì chúng ta sẽ chan nước lèo. Khi mà chúng ta chan nước lèo á, thì các anh chị sẽ cho bò viên vô nhá, thêm một chút xíu tiêu vô nữa nè. Mọi người ăn nhiều tiêu thì có thể cho thêm nhiều hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho bò viên vô cái nồi nước lèo và mình sẽ nấu cho cái bò viên này nó nóng lên. Trong lúc đợi bò viên nó nóng thì mình sẽ cho cái gốc hành vô nữa nhé. Và bây giờ thì cái bò viên nó đã nổi lên rồi nè và nó đã chín rồi. Và nước lèo của mình bây giờ đang rất là sôi thì chúng ta sẽ múc ra tô thôi. Mọi người thì ăn nhiều nước béo thì mọi người có thể vớt nhiều nước béo nhé. Một cái tô hành chỉnh đây, cực kỳ chất lượng phải không ạ? Rất là thơm luôn. Và cái cách nấu này thì gia vị vừa phải, không có bị nồng cái mùi phở quá, rất là vừa luôn. Bây giờ thì mình sẽ chiếu cận cảnh cho các anh chị coi cái độ hấp dẫn của nó nhé. Nhìn qua thì mọi người có muốn vào bếp làm liền không ạ? Nếu mà thấy thích thì hãy vào bếp làm liền đi, đảm bảo rất là ngon luôn đó. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh bếp của vợ nhé. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bài nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nha.